lĩnh vực này để phân tích cụ thể, tránh những hoang mang không đáng có mà vẫn đảm bảo được các yếu tố phòng ngừa. Mời quý vị và các bạn hãy đến với chương trình Alo Bác Sĩ hôm nay để tìm hiểu về các độc chất gây ung thư. Quý vị và các bạn thân mến, có mặt tại phim trường Alo Bác Sĩ ngày hôm nay cùng với Phượng Quyên xin được giới thiệu đến quý vị và các bạn Thạc sĩ bác sĩ Võ Văn Kha, trưởng phòng kế hoạch tổng hợp, đồng thời là bác sĩ điều trị tại khoa nội bệnh viện Ung bướu thành phố Cần Thơ. Phượng Quyên xin chào bác sĩ Kha ạ. Thưa bác sĩ Kha, hiện nay thì qua nhiều thông tin cho thấy là có rất nhiều hóa chất gây ung thư. Thế hóa chất gây ung thư là như thế nào? Các yếu tố nguy cơ gây ung thư thì có nhiều, từ yếu tố về vật lý, yếu tố hóa chất, yếu tố về vận động tập thể lực, cũng như là một tỷ lệ nhỏ là di truyền. Trong đó cái yếu tố về hóa chất gây ung thư là chiếm một cái tỷ lệ lớn, rất quan trọng, ảnh hưởng đến gây bệnh. Thì một cái hóa chất được xem là hóa chất có thể gây ung thư là khi cơ thể chúng ta tiếp xúc với các loại hóa chất này một cái thời gian dài, có thể gây ra sự cái tổn thương các tế bào ở trong cơ thể. Các tế bào này bị ảnh hưởng, bị đột biến gen, tạo nên những cái sự phát triển bất thường, tạo thành những cái khối u, là những cái khối u ung thư. Thì đó là những cái hóa chất có khả năng gây ung thư. Dạ. Và một hóa chất gây ung thư thì hoàn toàn có thể gây ung thư hay không nếu như cơ thể chúng ta mắc phải? Không nhất thiết khi chúng ta tiếp xúc với hóa chất gây ung thư mà phải mắc bệnh ung thư. Cái điều này nó còn tùy thuộc vào cái loại hóa chất nào. Cái thứ hai đó là cái thời gian tiếp xúc, cũng như là cái tần suất mà chúng ta tiếp xúc với cái loại hóa chất. Hay là chúng ta có thể kết hợp với các yếu tố nguy cơ khác. Nếu một người mà tiếp xúc với nhiều loại hóa chất, tiếp xúc với các yếu tố nguy cơ khác, với cái tần suất nhiều và cái thời gian tiếp xúc lâu, thì cái khả năng mắc bệnh ung thư sẽ cao hơn. Dạ. Và hiện nay thì có nhiều chất gây ung thư hay không thưa bác sĩ Kha? Và cơ chế kiểm soát các chất này trong cơ thể chúng ta như thế nào? Hiện nay thì một số cái hóa chất mà các nhà khoa học xác định nó có khả năng gây ung thư, đặc biệt là các cái chất thuốc như là thuốc trừ sâu, các loại thuốc diệt cỏ ở trong nông nghiệp, các cái loại hóa chất dùng trong công nghiệp như là cái chất benzen, chất arsen, nitric, các cái chất mà có khả năng gây chuyển hóa tế bào, gây đột biến tế bào thì có khả năng gây ung thư. Thì ngoài ra thì các loại thức ăn mà chúng ta thường gặp ở trong cuộc sống, các cái loại gạo mà nấm mốc, các cái loại chất cá mà muối lâu ngày, các cái chất các loại khô, cũng như là các cái loại mắm, là những cái loại mà nếu mà chúng ta dùng nhiều thì trong các cái chất này cũng có những cái chất có khả năng gây ung thư. Thì trong cái cuộc sống hàng ngày, các cái chế độ dinh dưỡng cũng có những cái loại chất cũng có khả năng tiếp xúc nhiều, cũng có khả năng gây ung thư, như là chất dầu mỡ động vật, các cái chất rượu. Nếu mà chúng ta uống rượu lượng nhiều thường xuyên thì cái khả năng cũng sẽ bị ung thư cao hơn. Và đặc biệt một cái hóa chất rất là nguy hiểm, rất là phổ biến hiện nay, đó là cái khói thuốc lá. Trong khói thuốc lá thì có khoảng hơn 200 các cái loại hóa chất, các cái loại chất độc này có khả năng gây nên nhiều loại ung thư và cái nhiều loại bệnh lý về tim mạch, các cái loại bệnh lý khác. Hóa chất hiện nay rất là nhiều, nhưng chúng ta phải biết, chúng ta cũng phải làm sao để hạn chế tiếp xúc với khói thuốc lá, hạn chế tiếp xúc với các cái thức ăn mà bị nấm mốc, bị ô nhiễm, hạn chế tiếp xúc với các cái hóa chất xử lý thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ, cũng như là một số cái chất sử dụng ở trong công nghiệp bảo quản. Đó là những cái yếu tố chúng ta cần nên tránh để dự phòng. Vâng, xin được cảm ơn những chia sẻ của Thạc sĩ bác sĩ Võ Văn Kha. Do đó, ngoài việc cẩn thận trong ăn uống, chúng ta rất cần quan tâm giữ gìn sức khỏe, rèn luyện cơ thể và tinh thần lạc quan để phòng tránh những nguyên nhân gây bệnh.